Có vẻ như sở truyền thông và công chúng chán ngán với câu chuyện không dừng được tham vọng đánh chiếm Đài Loan, thì Trung Quốc đã nhanh chóng đổi gió một quốc gia khác tại một khu vực khác. Không đâu xa lạ, đó chính là Biển Đông. Mới đây, Trung Quốc yêu cầu Indonesia ngừng khai thác dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tại đây. Vậy, Indonesia phản ứng ra sao? Cùng lúc đó, một báo cáo tiết lộ Trung Quốc săn lùng hơn 600 người Đài Loan trên khắp thế giới. Mục đích là gì? Và số phận của 600 người này đã đi về đâu? Không để Đài Loan đơn độc, ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ hòn đảo chống lại sự bành trướng từ quốc gia bên kia eo biển. Mới đây, Hạ viện Hà Lan bật đèn xanh cho hai nghị quyết ủng hộ hòn đảo làm Trung Quốc nóng mặt. Tại Trung Mỹ, Belize khẳng định ủng hộ trước sau như một với Đài Loan. Các thông tin đáng chú ý khác, chuyên gia Mỹ tố cáo Trung Quốc đang cố tình phá vỡ thế liên minh của Mỹ và Úc. Trong khi đó, Nga tối Ukraine đã triển khai một nửa quân đội tới Donbass. Đồng thời, Moscow cũng thông báo bắt đầu tập trận thường kỳ mùa đông ở quân khu phía nam giáp với Ukraine. Lực lượng quân sự của Taliban, Myanmar hiện không thể gia nhập Liên Hiệp Quốc. Hồng Kông phân lập thành công biến thể Omicron. Trung Quốc sẽ cấm các công ty công nghệ lợi dụng kẻ hở khi IPO ở nước ngoài. Úc sờ gáy những gã khổng lồ công nghệ, Ca sĩ Josephine Baker, phụ nữ da màu đầu tiên được vinh danh tại Điện Pantheon Pháp. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong FBNC Thế giới hôm nay. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên các nền tảng của FBNC và tôi là Kiều Khanh thưa quý vị. Theo bốn nguồn tin thân cận với Reuters, Trung Quốc đã yêu cầu Indonesia ngừng khai thác dầu và khí đốt tự nhiên trên Biển Đông, lãnh thổ mà hai nước đều cho là của riêng mình. Tranh chấp này đã kéo dài nhiều tháng qua tính từ đầu năm 2021 đến nay. Nhu cầu về nhiên liệu đã làm gia tăng căng thẳng về tài nguyên giữa hai nước tăng thêm một bậc tại một khu vực vốn đã có quá nhiều biến động trong nhiều năm qua. Bởi ai cũng biết rằng, Biển Đông là một khu vực có tầm quan trọng rất lớn về chiến lược cũng như kinh tế toàn cầu. Mới đây, nghị sĩ Muhammad Fahan, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Indonesia cho biết, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã gửi tới Bộ Ngoại giao Indonesia một lá thư yêu cầu nước này ngừng khoan dầu và khí đốt tại một dàn khoan tạm thời ở ngoài khơi, vì đó là khu vực thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Đáp lại, phía Indonesia đã trả lời dứt khoát là vẫn tiếp tục các hoạt động khai thác, vì khu vực đó thuộc chủ quyền của Indonesia. Ông Fahan nói với Reuters, câu trả lời của chúng tôi rất chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không dừng hoạt động khoan, vì đó là quyền chủ quyền của chúng tôi trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao indonesia cho biết mọi thông tin liên lạc ngoại giao giữa các quốc gia về bản chất là riêng tư nên nội dung của lá thư không thể được chia sẻ bộ ngoại giao bộ quốc phòng và đại sứ quán trung quốc tại thủ đô jakarta của indonesia đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận theo ba nguồn tin khác nói với reuters họ đã nhận được thông báo về vấn đề này hai trong số đó cho biết trung quốc đã liên tục yêu cầu indonesia ngừng khoan trong bức thư Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á cho biết vùng biển cực nam của Biển Đông là vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, và đã đặt tên khu vực này là biển Bắc Natuna vào năm 2017. Trung Quốc phản đối việc đổi tên và khẳng định tuyến hàng hải đi qua vùng biển đang có tranh chấp này nằm trong phạm vi đường chính đoạn mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Vào năm 2016, Tòa trọng tài thường trực La Hay đã ra phán quyết bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc và khẳng định những tuyên bố của Bắc Kinh về chủ quyền tại Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Ngoài ra, ông Fahan nói rằng trong một bức thư khác, Trung Quốc cũng phản đối các cuộc tập trận thường niên lá trắng Garuda với sự tham gia của 4.500 binh lính Mỹ và Indonesia hồi tháng 8 vừa qua. Trong thư, Trung Quốc bày tỏ quan ngại về sự ổn định về an ninh trong khu vực. Theo báo cáo mới nhất do Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Safeguard Defenders công bố cho thấy, Trung Quốc đang săn lùng người Đài Loan trên khắp thế giới, trong đó có hơn 600 trường hợp công dân Đài Loan bị dẫn độ hoặc cưỡng bức trục xuất về Trung Quốc trong vòng 3 năm qua, quan trọng hơn sau khi bị dẫn độ thay vì đưa người đài loan về là hòn đảo thì dưới áp lực từ bắc kinh chính phủ nước ngoài buộc phải gửi người đài loan đến trung quốc nơi họ không có quốc tịch và không có gia đình trong một báo cáo có tiêu đề Cuộc săn lùng người Đài Loan ở nước ngoài của Trung Quốc được Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Safeguard Defenders công bố hôm thứ Ba 30 tháng 11, cho thấy Trung Quốc đang thực hiện một cuộc tấn công vào chủ quyền Đài Loan. Việc này nằm trong chiến dịch toàn cầu rộng lớn của Chủ tịch Tập Cận Bình, mục đích là khai thác các hiệp ước dẫn độ, các thỏa thuận thực thi pháp luật giữa các nước và các thể chế đa phương khác để phục vụ các mục tiêu chính trị của Trung Quốc. Safeguard Defenders cho biết họ đã ghi nhận hơn 600 trường hợp người Đài Loan bị dẫn độ hoặc buộc trục xuất khỏi các quốc gia châu Á, châu Phi và châu Âu từ năm 2016 đến 2019. Thay vì đưa họ về nước dưới áp lực từ Bắc Kinh, chính phủ nước ngoài buộc phải gửi người Đài Loan đến Trung Quốc, nơi họ không có nguồn gốc và không có gia đình. Theo báo cáo, các nước bắt giữ người Đài Loan thường từ chối việc hỗ trợ hoặc liên hệ với văn phòng đại diện Đài Loan trước khi vận chuyển họ đến Trung Quốc khi đã bị dẫn độ về trung quốc người đài loan bị từ chối tiếp xúc với các quan chức trong chính quyền hòn đảo cũng như với các thành viên trong gia đình báo cáo chỉ ra rằng những vụ trục xuất cưỡng bức kiểu này khiến công dân đài loan có nguy cơ bị vi phạm nhân quyền và bắc kinh sử dụng họ như một công cụ để phá hoại chủ quyền đài loan những hành động này cũng trực tiếp vi phạm thỏa thuận xuyên eo biển về cùng chống tội phạm và thỏa thuận tương trợ tư pháp Tổ chức này mô tả việc dẫn độ sang Trung Quốc là vi phạm quyền con người của công dân Đài Loan, quyền được xét xử công bằng và quyền không bị tra tấn. Sau đó, tổ chức này kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để chấm dứt chiến dịch này. Quốc gia đưa số lượng người Đài Loan đến Trung Quốc nhiều nhất trong khoảng thời gian 3 năm, đó là Tây Ban Nha, cụ thể 219 người vì tội gian lận viễn thông. Ở châu Á, nước dẫn đầu là Campuchia với 117, cũng với tội gian lận viễn thông. Philippines đứng thứ hai ở châu Á trục xuất và dẫn độ 79 công dân Đài Loan và Armenia xếp sau với 78 người cũng với tội danh tương tự. Kenya là quốc gia châu Phi duy nhất dẫn độ người Đài Loan đến Trung Quốc với 45 người bị trục xuất và dẫn độ cũng với tội danh trên. Vào hôm thứ Ba ngày 30 tháng 11, bà Dovil Sakalin, một thành viên của Quốc hội Litva cho biết rằng bà và nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đều đang bị Bắc Kinh trừng phạt vì các giá trị dân chủ chung mà họ đang có được. Tuy nhiên, bà Sakhalin vẫn cho biết bà không hối hận vì quyết định cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại Litva. Bà Dovil Sakhalin, một thành viên của Quốc hội Litva, mới đây cho biết bà và nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đều đang bị Bắc Kinh trừng phạt về các giá trị dân chủ chung mà họ đang có được. Cụ thể, trong một bài đăng trên Twitter, bà Sakhalin cho biết rằng bà và bà Thái là hai người phụ nữ bị Trung Quốc trừng phạt vì yêu tự do. Đồng thời bà đã tặng cho bà Thái một tác phẩm nghệ thuật, đó là Cây đoàn kết do một nghệ sĩ Litva thực hiện. Bà nhấn mạnh bản thân cảm thấy rất tự hào khi được là một phần của phái đoàn quốc gia Baltic đến Đài Loan để tham dự diễn đàn nghị viện mở rộng năm 2021 vào ngày 2 và 3 tháng 12 sắp tới. Bà Sakalian cũng được biết đến là chính trị gia có phát ngôn khá cứng rắn với Trung Quốc. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh đã từng dọa sẽ cho phái đoàn Baltic này vào danh sách đen, cùng với các lệnh trừng phạt khác. Bà Sakalen cũng không ngần ngại đáp trả đầy mỉa mai rằng bà rất vinh dự khi được nằm trong danh sách đó. Nhiều thành viên trong phái đoàn Litva còn nói đùa, sau chuyến thăm này, nhiều người trong họ có thể bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc triệu hồi đại sứ tại Litva như một hình phạt đối với việc quốc gia bao trích này cho phép Đài Loan thành lập văn phòng đại diện với tên gọi Đài Loan, nghệ sĩ này đã Tuyết "Chúng tôi không xin lỗi vì quyết định mở văn phòng đại diện của Đài Loan tại Vilnius." Vừa qua, với số phiếu ủng hộ tương đối áp đảo, cả hai nghị quyết mang tính hỗ trợ cho tình hình Đài Loan đã được Hạ viện Hà Lan thông qua. Cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA hôm thứ Tư 1 tháng 12 đã gửi lời cảm ơn Hạ viện Hà Lan về vấn đề này, thể hiện sự biết ơn của hòn đảo đối với những nỗ lực không ngừng của Hà Lan nhằm duy trì thịnh vượng, ổn định và hòa bình thế giới. Đài Loan cũng nhắc lại sự biết ơn sâu sắc sau khi Hạ viện Hà Lan thông qua nghị quyết ủng hộ hòn đảo gia nhập Interpol vào ngày 23 tháng 11 vừa qua. Hôm thứ Tư 1 tháng 12, cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA đã gửi lời cảm ơn Hạ viện Hà Lan vì đã thông qua hai nghị quyết ủng hộ hòn đảo vào ngày hôm trước. MOFA chỉ ra rằng, nghị quyết đầu tiên được giới thiệu bởi ông Raymond de Jun, chủ tịch Ủy ban Ngoại thượng Hạ viện. Trong đó, ông yêu cầu chính phủ Hà Lan bày tỏ sự không đồng tình với những thay đổi đơn phương của Trung Quốc đối với hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Nghị quyết này đã được thông qua với 120 phiếu ủng hộ và 30 phiếu chống. Theo một thông cáo báo chí của MOFA, ông de Jun cho biết, Ông mong muốn nghị quyết này sẽ trở thành động lực để các quốc gia châu Âu cũng có các động thái tương tự để ủng hộ Đài Loan. Nghị quyết thứ hai do ông Ruben Brekelmans và bà Agnes Muder cùng đưa ra, trong đó kêu gọi EU hỗ trợ tăng cường quan hệ giữa Litva với Đài Loan. Sau khi hai bên công bố sẽ cùng nhau thành lập văn phòng đại diện, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch cưỡng bức Lithuania để buộc nước này rút lại quyết định này với Đài Loan. Nghị quyết này đã được thông qua với 117 đại diện ủng hộ và 33 người phản đối. Mofa cho biết thêm trước đó vào ngày 23 tháng 11, Hạ viện đã thông qua một nghị quyết hỗ trợ sự tham gia của Đài Loan vào Interpol và Đài Loan vô cùng cảm kích hành động này. Mofa cho rằng Đài Loan và Hà Lan là những đối tác tốt, hai bên đã cùng chia sẻ các giá trị phổ quát như dân chủ, pháp quyền, tự do và nhân quyền. Các lĩnh vực khác như công nghệ, năng lượng sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị, một chính trị gia cấp cao từ Belize hôm thứ tư đã cam kết giữ vững lập trường ủng hộ đối với Đài Loan trong cuộc gặp với lãnh đạo Thái Anh Văn, trong bối cảnh giấy lên nhiều nghi ngờ liệu quốc gia Trung Mỹ Honduras có duy trì quan hệ với hòn đảo này sau cuộc bầu cử tổng thống hay không. Trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào hôm thứ Tư vừa qua, một chính trị gia cấp cao từ Belize, một quốc gia ở khu vực Trung Mỹ, đã cam kết ủng hộ kiên định đối với hòn đảo, trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự hoài nghi rằng liệu quốc gia cùng khu vực Trung Mỹ là Honduras có duy trì quan hệ với hòn đảo này sau cuộc bầu cử tổng thống hay không. Belize và Honduras là hai trong số 15 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, luôn tuyên bố Đài Loan là của riêng mình, nên Bắc Kinh đang tìm mọi cách làm giảm dần con số 15 đó. Ứng cử viên đảng cầm quyền bảo thủ của Honduras vào cuối ngày thứ Ba đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống, mở đường cho đối thủ cánh tả là bà Xiomara Castro lên nắm quyền. Bà Castro từ trước đó đã khẳng định sẽ thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc khi lên làm tổng thống. Gặp bà Thái tại văn phòng ở Đài Bắc, Chủ tịch Hạ viện Belize Valerie Woods cho biết đất nước của bà và Đài Loan có chung các giá trị tự do, hòa bình, nhân quyền, pháp quyền và dân chủ. Belize và Đài Loan thiết lập quan hệ vào năm 1989. Trong một bài phát biểu trước một tổ chức tư vấn ở Sydney, Úc, ông Kurt Campbell, điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhà Trắng cho biết, Trung Quốc đang tiến hành chiến tranh kinh tế kịch tính chống lại Úc và đang cố bẻ gãy liên minh của nước này với Mỹ, gây thêm lo ngại về Bắc Kinh ở khu vực. Trong một bài phát biểu tại Viện Lowy, ông Kurt Campbell, điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu vấn đề trả đũa thương mại với Úc trong cuộc gặp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây để làm ví dụ về những hành vi phản tác dụng. Ông nói Trung Quốc muốn phá vỡ thế liên minh của Úc, buộc Úc phải nhúng nhường Ông nhấn mạnh cam kết của Washington đối với Liên minh An ninh và Kinh tế mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm thỏa thuận trao đổi công nghệ quốc phòng với Úc và Anh, còn được gọi là AUKUS, và bộ tứ gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ. Ông nói thêm Mỹ sẽ không rời bỏ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chúng tôi không suy tàn. Phát ngôn này theo ông là để đáp trả việc các cố vấn tư tưởng xung quanh chủ tịch tập tin rằng Mỹ đang trên đà suy giảm sức mạnh. Vào hôm thứ Tư ngày 1 tháng 12, Nga cáo buộc Ukraine đã triển khai một nửa quân số hoặc 125.000 quân tới Donbass, một khu vực xung đột ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng chính phủ đã chiến đấu chống lại phe ly khai do Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014. Lời cáo buộc này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trong một cuộc họp giao ban ở thủ đô Moscow. Cùng ngày, phía Nga cũng cho biết đã tiến hành các cuộc tập trận mùa đông thường kỳ ở quân khu phía nam giáp với Ukraine. Hôm thứ Tư, Nga cáo buộc Ukraine triển khai quân số tới Donbass, một khu vực xung đột ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng chính phủ đang chiến đấu chống lại phe ly khai do Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã thiết lập sự hiện diện quân sự gần khu vực xung đột Donbass, triển khai vũ khí hạng nặng và nhân lực. Theo một số báo cáo, quân số của họ đã lên tới 125.000 quân. Dành cho ai chưa biết, đó là một nửa lực lượng vũ trang của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra lời buộc tội này trong một cuộc họp giao ban ở Moscow. Phía Ukraine vẫn chưa phản hồi gì về lời buộc tội này. Nga cho biết họ lo lắng về ý định của Ukraine khi căng thẳng giữa Kyiv và Moscow tăng cao. Trước lo ngại của phương Tây về một cuộc tấn công mới của Nga và Ukraine, điều mà Nga luôn bác bỏ. Cũng trong ngày 1 tháng 12, Nga cho biết đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự mùa đông thường xuyên ở quân khu phía nam của họ, các khu vực giáp biên giới với Ukraine và 10.000 binh sĩ đã di chuyển đến các bãi tập trên khắp khu vực rộng lớn này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tập trận cũng sẽ diễn ra ở Crimea, bán đảo mà Nga sắp nhập từ Ukraine vào năm 2014, và tại một khu vực của Nga giáp với Donbass, một vùng phía đông Ukraine bị lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn chiếm giữ. Các quan chức Mỹ, NATO và Ukraine trong nhiều tuần đã lên tiếng báo động về một cuộc tấn công mới của Nga và Ukraine, chỉ ra các hoạt động chuyển quân bất thường của Nga gần biên giới của nước này. Nga cho rằng họ có quyền điều quân trên lãnh thổ của mình khi thấy phù hợp. Bộ Quốc phòng cho biết trong tuyên bố của mình rằng cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị bộ binh cơ giới sẽ diễn ra trên hơn 37 tập ở ít nhất 6 khu vực khác nhau. Thưa quý vị, hàng chục cảnh sát có vũ trang đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội Ukraine vào thứ tư ngày 1 tháng 12, nơi tổng thống Volodymyr Zelensky có bài phát biểu thường niên với Quốc hội Ukraine. Bài phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi Ukraine thúc giục NATO chuẩn bị các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga và tăng cường hợp tác quân sự với Kyiv như một cách để ngăn chặn Nga tiến hành một cuộc tấn công mới sau khi tập trung quân đội Trước đó, vào ngày 26 tháng 11, Tổng thống Ukraine cho biết đã phát hiện một âm mưu đảo chính cho thấy các kẻ chủ mưu từ Nga tìm cách mua chuộc các doanh nhân có sức ảnh hưởng nhất tại nước này. Điện Kremlin sau đó đã phủ nhận có liên quan đến bất cứ âm mưu đảo chính nào, đồng thời khẳng định không có ý định gây hấn với Ukraine, quốc gia từng thuộc Liên bang Soviet. Vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, ông Suhon Shahin, người phát ngôn của Taliban, cho biết Mỹ phải tôn trọng thỏa thuận Doha để Afghanistan có thể giải quyết các vấn đề của mình. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng này gặp một phái đoàn Mỹ tại Qatar. Phái đoàn Taliban do ông Amr Khan Mutaki, quyền ngoại trưởng của chính quyền Afghanistan dẫn đầu, đã gặp các phái đoàn từ Mỹ và Liên minh châu Âu vào ngày 28-29 tháng 11 tại Doha chúng tôi đã thảo luận về tất cả những vấn đề có lợi cho cả hai bên bao gồm cả việc loại bỏ các thành viên của tiểu vương quốc hồi giáo afghanistan khỏi danh sách đen và cả khỏi danh sách các chuyến bay chúng tôi đã thảo luận rằng việc thực hiện thỏa thuận doha là một giải pháp cho mọi vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt nếu nó thực hiện được những cam kết đã nêu trong thỏa thuận đó chúng ta có thể đạt được bình thường hóa quan hệ tái thiết afghanistan Ông Shahin nói thêm yêu cầu của phía Afghanistan là thỏa thuận Doha phải được thực hiện. Mối quan tâm mà nước này có ngay bây giờ là thỏa thuận này đã không được thực hiện. Ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc hội đàm, ông Shahin nói rằng ông mong đợi nhiều cuộc gặp hơn nữa sẽ được tổ chức giữa hai bên. Thỏa thuận Doha được ký vào tháng 2 năm 2020 giữa Taliban và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan. Vừa qua, các nhà ngoại giao trong cuộc họp của Ủy ban Liên hiệp quốc cho biết, tổ chức này không cho phép Taliban và quân đội Myanmar đại diện cho đất nước tham gia vào tổ chức thế giới với 193 thành viên này. Mới đây, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, một ủy ban của tổ chức này hôm thứ Tư, đã trì hoãn quyết định về việc ai sẽ đại diện cho Afghanistan và Myanmar tại đây. Việc này đồng nghĩa với việc Taliban và chính quyền Myanmar sẽ không được phép tham gia vào tổ chức thế giới này. Ủy ban chứng trị Liên Hiệp Quốc gồm 9 thành viên, bao gồm Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đã họp tại trụ sở của tổ chức này để xem xét chứng trị của tất cả 193 thành viên cho khóa họp hiện tại của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Một số nhà ngoại giao đã nói với Reuters rằng ủy ban có khả năng sẽ trì hoãn các quyết định của mình đối với đại diện của Afghanistan và Myanmar, dù các đại sứ hiện tại của cả hai nước vẫn còn đảm nhận vị trí này trong Liên hiệp quốc. Trong khi đó, đại sứ Liên hiệp quốc của Thụy Điển Anna Karin Enström nói với các phóng viên rằng các quyết định đã được hoãn lại, bà từ chối bình luận về việc liệu các đại sứ hiện tại ở Afghanistan và Myanmar có còn đại diện cho quốc gia của họ hay không xin được chuyển sang một thông tin về tình hình dịch bệnh vừa qua nhóm nghiên cứu thuộc khoa vi sinh của đại học hồng kông thông báo đã phân lập thành công chủng virus omicron từ các bệnh phẩm lâm sàng đây là nhóm nghiên cứu đầu tiên ở châu á phân lập và nuôi cấy thành công biến thể omicron chủng virus đã phân lập có thể được sử dụng để phát triển và sản xuất vaccine Mới đây, trường Đại học Hồng Kông cho biết một nhóm nghiên cứu của trường đã phân lập thành công chủng Omicron vào ngày 29 tháng 11, 4 ngày sau khi đặc khu này ghi nhận hai trường hợp nhập cảnh nhiễm Omicron và 5 ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới về WHO nhận được báo cáo về biến thể này từ Nam Phi. Hiện nhóm đang tiếp tục phân lập và nuôi cấy để thu được nhiều virus hơn nhằm sử dụng vào các thí nghiệm tiếp theo. Virus sau khi nuôi cấy sẽ được sử dụng vào các mô hình động vật để đánh giá khả năng lây truyền, thoát miễn dịch và khả năng gây bệnh. Nhóm cũng đang tích cực tìm kiếm các khả năng để hợp hợp tác phát triển và bào chế virus bất hoạt toàn tế bào. Hồng Kông là một trong những vùng lãnh thổ đầu tiên trên thế giới ghi nhận các ca COVID-19 nhiễm Omicron ngoài Nam Phi. Hiện đã có 3 trường hợp nhập cảnh vào Hồng Kông được xác nhận nhiễm biến thể này. Chính quyền đặc khu đã quyết định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, như siết chặt các yêu cầu đối với những người đến từ các khu vực nguy cơ cao, tăng cường xét nghiệm và giải trình từ gen, nhằm ngăn chặn virus đột biến xâm nhập vào cộng đồng. Việc chuyến bay FJ914 của Fiji Airways từ Sydney đáp xuống quốc gia Nam Thái Bình Dương vào ngày 1 tháng 12 vừa qua đã đánh dấu sự tỉnh giấc của nền du lịch nước này sau 20 tháng ngủ đông vì đại dịch Covid-19. Những du khách bước ra khỏi sân bay đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các ca sĩ và vũ công truyền thống tại nước sở tại như để đánh dấu thời khắc hồi sinh của du lịch Fiji. Được biết hiện nước này đã mở cửa biên giới trở lại cho khách du lịch được tiêm phòng đầy đủ từ một số quốc gia, bao gồm Úc, New Zealand và Hoa Kỳ. Những người đã xác nhận đặt phòng 3 đêm tại các khu nghỉ dưỡng đã được cấp phép. Du khách phải làm xét nghiệm COVID-19 nhanh bắt buộc tại khu nghỉ dưỡng của họ 48 giờ sau khi đến. Trong khi chờ xét nghiệm, du khách có thể sử dụng các tiện nghi trong khu nghỉ dưỡng và đặt các chuyến đi trong ngày với một số nhà khai thác du lịch. theo những nguồn thảo tin trung quốc đang có kế hoạch cấm các công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài sử dụng mô hình nhiều chủ thể pháp nhân variable interest entity vie đây được cho là một trong những lỗ hỏng mà lâu nay các công ty công nghệ nước này đã lợi dụng để kêu gọi vốn đầu tư của nước ngoài theo Bloomberg, Trung Quốc đang có kế hoạch cấm các công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài sử dụng mô hình nhiều chủ thể pháp nhân, gọi tắt là VIE. Đây được cho là một lỗ hổng mà lâu nay các công ty công nghệ nước này đã lợi dụng để kêu gọi vốn đầu tư của nước ngoài. Những người này cho biết lệnh cấm một phần là nhằm giải quyết những lo ngại về bảo mật dữ liệu. Việc này cũng nằm trong số những thay đổi nằm trong dự thảo mới về các quy tắc niêm yết ở nước ngoài của Trung Quốc có thể được hoàn thiện ngay trong tháng này. Các công ty sử dụng VIE sẽ vẫn được phép theo đuổi các đợt chào và bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở hồng kông tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý ủy ban điều tiết chứng khoán trung quốc cho biết trên trang web của mình hôm thứ tư rằng một báo cáo trên phương tiện truyền thông về việc cấm niêm yết ở nước ngoài của các công ty sử dụng cấu trúc vie là không đúng sự thật tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết các công ty hiện đang niêm yết ở hoa kỳ và hồng kông sử dụng vie sẽ cần phải thực hiện các điều chỉnh để cơ cấu sở hữu của họ minh bạch hơn trong quá trình xem xét theo quy định đặc biệt là trong các lĩnh vực không có giới hạn đầu tư nước ngoài không rõ liệu điều đó có đồng nghĩa với việc cải tổ các cổ đông hay mạnh mẽ hơn là hủy niêm yết một số công ty hay không bởi những động thái này có thể làm dấy lên lo ngại về sự chia cắt giữa trung quốc và mỹ trong các lĩnh vực như công nghệ chi tiết về các quy tắc được đề xuất vẫn đang được thảo luận và có thể thay đổi cuộc đại tu sẽ đại diện cho một trong những bước đi lớn nhất của bắc kinh nhằm trấn áp các danh sách ở nước ngoài sau đợt ipo ở new york của gã khổng lồ gọi xe dd global được tiến hành bất chấp những lo ngại về luật pháp các nhà chức trách kể từ đó đã nhanh chóng ra tay để ngăn chặn làn sóng các công ty tìm cách niêm yết cổ phiếu tại mỹ chặn đứng con đường tạo ra hàng tỷ đô la cho các công công ty công nghệ và những người ủng hộ họ ở phố Wall tập đoàn càng lớn nghi vấn đặt ra càng nhiều đó là thông điệp mà thủ tướng úc đưa ra hôm thứ tư khi ông mở cuộc điều tra về hành vi của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới theo đó cuộc điều tra mới nhất này sẽ tập trung vào các thuật toán được sử dụng bởi các nền tảng truyền thông xã hội cách các công ty xác minh danh tính và độ tuổi cũng như mức độ thực thi các hạn chế đối với những điều này thủ tướng úc cũng cho biết có thể sẽ có thêm nhiều quy định buộc các nền tảng này phải đảm bảo an toàn cho người dùng đây được coi là động thái mới nhất của nước này trong việc kìm hãm quyền lực của những cái tên như alphabet và Facebook và có khả năng khoét sâu thêm căng thẳng giữa Canberra và những gã khổng lồ công nghệ sau khi Úc đã thực hiện các luật mới cứng rắn khiến Facebook và Google phải trả tiền sử dụng nội dung của các phương tiện truyền thông địa phương vào đầu năm nay. Ủy ban phụ trách cuộc điều tra này sẽ báo cáo kết quả vào tháng 2 năm sau. Theo Reuters, một buổi triển lãm về cuộc đời của công nương Diana có tên Accredited Access sắp tới đây sẽ được trình chiếu tại ba thành phố lớn của Mỹ là Los Angeles, Chicago và New York. Đây là buổi triển lãm đầu tiên thể hiện cuộc đời của công nương Diana qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thuộc hoàng gia Anh. Theo ông Jacques Husen, đằng sau mỗi bức ảnh là một câu chuyện và người thưởng thức buổi triển lãm sẽ có cảm giác họ đang được tham gia vào một cuốn phim tài liệu. Ông cũng cho biết thêm, do quá trình kiểm soát nghiêm ngặt, các nhiếp ảnh gia đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành triển lãm độc đáo này. Được biết, du khách sẽ được cung cấp thiết bị nghe để có thể thưởng thức câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh. Theo hãng tin Reuters, các kỹ vật của nhà thiết kế quá cố Karl Lagerfeld, người được mệnh danh là huyền thoại của Chanel, dự kiến sẽ được bán đấu giá trong loạt sự kiện tại Monaco trong tuần này. Theo nhà đấu giá Sotheby's, bộ sưu tập của ông Karl Lagerfeld được đem ra bán đấu giá bao gồm những món đồ từ tủ quần áo cá nhân, đồ nội thất, phụ kiện và các tác phẩm nghệ thuật trong những ngôi nhà của ông. Trong số đó, những kỳ vật tiêu biểu có thể kể đến là đôi găng tay da, những chiếc hòm và vali công phu mà ông mang theo đi du lịch, ba chiếc xe Rolls Royce và một cặp tạ của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Sau vòng đấu giá tại Monaco, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12 tới, sự kiện này sẽ được tổ chức tại Paris vào cuối tháng 12 và sau đó là Cologne đầu năm sau. Ông Kai Lagerfeld, qua đời hồi năm 2019 là biểu tượng của ngành công nghiệp thời trang được nhiều người ca tụng vì phong cách cá nhân đặc biệt. Lúc sinh thời, ông hay xuất hiện trước truyền thông với găng tay, kính râm và mái tóc trắng buộc cao. Tên tuổi của ông gắn liền với các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel hay Fendi. Kính thưa quý vị, 46 năm sau khi qua đời vào năm 1975, nữ ca sĩ Vũ Công, diễn viên người Pháp gốc Mỹ Josephine Baker vừa được đưa vào Điện Pantheon, nơi vinh danh các vĩ nhân của nước Pháp bà là phụ nữ da màu đầu tiên nhận được vinh dự này. Lễ truy điệu ca sĩ kiêm vũ công người Mỹ gốc Pháp nổi tiếng Josephine Baker vừa được tiến hành tại đền Pantheon, thủ đô Paris, nước Pháp, hôm 30 tháng 11 vừa qua. Bà là người phụ nữ da màu đầu tiên và là người phụ nữ thứ 6 trong tổng số 81 vĩ nhân nhận được vinh dự này. Phát biểu trong sự kiện, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi bà Josephine Baker là một nghệ sĩ, vũ công, kháng chiến quân và nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc. Bà Josephine Baker sinh ngày 3 tháng 6 năm 1906 tại thành phố San Luis, bang Missouri, nước Mỹ. Bà đã trở thành công dân Pháp vào năm 1937. Nữ ca sĩ kiêm vũ công người Mỹ gốc Pháp mất năm 1975 và được chôn cất tại Monaco. Theo nguyện vọng của gia đình bà, hài cốt của bà Baker hiện vẫn chưa được chuyển đến điện Patheon. Để đại diện cho sự hiện diện của bà tại điện, một chiếc quan tài tượng trưng đã được mang đến đặt ở đây. Bên trong chứa những nắm đất từ bốn địa điểm, bao gồm thành phố San Luis, Mỹ, nơi bà sinh ra, thủ đô Paris, Pháp, Monaco và milanese thuộc vùng Dordogne của Pháp, địa điểm bà Becker sở hữu một tòa lâu đài. Trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàng Vũ 2021 tại Israel, những người đẹp thế giới đã có chuyến thăm đáng nhớ đến thành cổ Jerusalem hôm 30 tháng 11 vừa qua. Hình ảnh được ghi lại cho thấy, các thí sinh Miss Universe 2021 đeo khẩu trang và tạo dáng chụp hình lưu niệm trước thành cổ linh thiêng tại Jerusalem. Israel cho biết họ sẽ tổ chức đêm chung kết của thi Hoa hậu Hoàn Vũ lần thứ 70 tại khu nghỉ mát Eilat trên biển đỏ vào ngày 12 tháng 12 tới, bất chấp nguy cơ có khả năng hạn chế đi lại sẽ được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lan rộng của biến thể Omicron. Hồi tuần trước, ngày 27 tháng 11, Israel đã thông báo các biện pháp siết chặt trước những lo ngại về biến thể mới, bao gồm lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh, tăng thời gian cách ly đối với công dân trở về nước cũng như khôi phục phần mềm giám sát trên điện thoại. Theo Bộ trưởng Du lịch Israel, Yuriel Zoradov, những người đẹp đại diện tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ được miễn các quy định trên. Tuy nhiên, họ sẽ kiểm tra PCR cứ mỗi 48 tiếng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác. Truyền thông địa phương hôm 29 tháng 11 đưa tin, đại diện đến từ nước Pháp đã nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là một cú sốc lớn đối với người đẹp khi cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong cuộc thi này. Kính thưa quý vị, hàng trăm người hâm mộ bóng rổ Syria mới đây đã vô cùng háo hức khi có cơ hội được hòa mình trực tiếp vào các trận đấu quốc tế sau hơn 10 năm. Hôm 29 tháng 11, hàng trăm cổ động viên đã lấp đầy chật cứng sân vận động ở thủ đô Damascus, Syria để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu bóng rổ với đội Kazakhstan thuộc khuôn khổ vòng loại giải vô địch bóng rổ thế giới khu vực châu Á. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình. Chúng tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Đây là trận bóng rổ quốc tế đầu tiên trong thập kỷ qua. Tôi không thể bỏ lỡ cột mốc lịch sử như vậy. Tôi đến đây để xem, cổ vũ với hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng và vượt qua vòng loại. Mặc dù để thua trước Kazakhstan với tổng số điểm 8171, những trận đấu đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, vỡ òa trong lòng người hâm mộ Syria. Kể từ năm 2011, tất cả các hoạt động thể thao đã bị đình chỉ tại Syria sau khi cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ và nhóm chiến binh đối lập bùng nổ. Một nhà quản lý phường thú ở Anh đã giúp chia sẻ lời nguyện ước của những chú chim cánh cụt lưu trữ lại trong thư và gửi đến ông già Noel tại trạm bưu điện Bắc Cực. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh người trông coi vườn thú thủ đô london anh đã cho những chú chim cánh cụt mượn tay của mình để gửi thư đến ông già noel nhân dịp giáng sinh năm nay cô jessica jones nhân viên vườn thú nói rằng chúng tôi nghĩ rằng ông già noel chắc chắn biết phải lấy thứ gì đó thật hấp dẫn cho những chú chim cánh cụt đáng yêu này cứ mỗi dịp giáng sinh hàng năm các trẻ em trên toàn thế giới sẽ viết thư gửi đến ông già noel để chia sẻ cũng như nói lên những ước nguyện của bản thân những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới hôm nay được phát sóng trên các nền tảng của fbnc xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại